xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Google TV nha. Và đây là bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh thì cũng xem TikTok với lại cũng lướt lướt YouTube, cái cũng biết là mình bán kim cương. Thì sau khi mà tư vấn tham khảo thì bạn ấy cũng đã chọn được một mẫu nhẫn. Bây giờ là nhưng mà kiểu là có cái dịch vụ đưa đón tận nơi là chỉ có Google TV có thôi. Cho nên là hôm nay là mình chạy qua đây mình đón bạn Quỳnh qua Tom Luxury để xem cái mẫu nhẫn đó ở bên ngoài trực tiếp. Đang háo hức lắm. Đang háo hức lắm hả? Mà tại sao lại là không phải là bạn trai chở qua mà lại là em làm gì có bạn trai mà chở. Vậy là tự hưởng bản thân luôn. Tất nhiên rồi. Trời ơi, trời ơi. Rồi bán xe ha. Anh tính là lấy xe hơi đón em nhưng mà em bảo xây xe cho nên là anh lại chạy xe này. Nhưng mà Sài Gòn đi xe này ổn đúng không? Đúng rồi. Em cũng thích đi xe này, nó tiện hơn. Đi xe hơi giờ này kẹt xe lắm. Thực ra mà nói thì hai xe nào cũng miễn phí 100% đưa đi đón về hết á. Đó giờ có đi mua hàng theo cái kiểu đưa đón tận nơi như vậy chưa? Trời chưa. Chưa hả? Em lần đầu tiên mua mà. Bình thường là em hay đi tới đó rồi lựa rồi sẽ mua, nhưng mà hôm nay chết rồi. Thấy anh dễ thương quá muốn cũng ủng hộ mà không ngờ lại có dịch vụ này. Này là được quá luôn á chứ. Có nghĩa là em cứ sang em xem trực tiếp đó, em không ưng thì anh vẫn trở về chứ không phải là sang xem bắt buộc là phải mua. Cứ thoải mái, ví dụ như em không mua thì anh vẫn chở em đi được đúng không? Vẫn chở về tới tận nhà luôn. Tuyệt và rồi. Một nụ cười luôn hé. Nhưng mà sau khi đó là nụ cười nó sẽ bị tắt nha. Nói chung là cũng buồn chứ, ví dụ như mình buồn ở đây là vì là không có được cái mẫu nhẫn mà khách hàng yêu thích chứ không phải buồn vì không bán được hàng. Đó cái buồn của anh là vậy thôi. Và anh mong là tương lai, đây là câu chuyện nếu thôi, nhưng mà đối với anh những bữa anh có gửi cho em mấy cái mẫu em thấy cũng ok đó. Ưng quá trời ưng đúng không? Cái vấn đề giờ là muốn thử thực tế là như nào à. Chỉ cần như trên hình là chốt luôn ha. Trời ơi. Đâu mua một lần thì sẽ lần sau khỏi rồi. Thật sự. Khỏi cần anh chở qua nữa, ship tới luôn kìa. Thật sự mà nói thì lần đầu anh cũng giống em vậy á, lần đầu anh mua kim cương anh cũng bảo ủa sao bé tí mà nó mắc thế, nhưng mà khi mà cầm lên tận tay á chiếu phát, có mang theo kính không? Kính. Nó chiếu vô là bị lóe con mắt á. Có chuyện đó nữa. Đấy chứ, để lát anh cho mượn cái kính. Anh có một cái mắt kính. Mắt em sáng lắm, cái gì mấy cái đá em sáng lắm, không có cần. Nói chung là cũng đã từng nhìn rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Thì những cái mẫu anh gửi cho em là đều là tấm hết á, nhưng mà em sẽ được tặng thêm một cái viên motion moi. Nó là viên gọi là mình cứ tưởng tượng nó là kim cương thật vậy đi. Kim cương nhân tạo đúng không? Đúng rồi. À, em có biết cái kiểu đó. Đúng rồi. Và cái viên đó là tặng 100%. Ồ thì hay quá ha. Để mua vợ nhận được tặng viên kim cương. em cứ về em nói cái này không phải là mình nổ mà kiểu cuộc sống mình mang lại niềm vui thôi đó. Viên kim cương này là 200 củ nha. Người ta gọi là hiệu ứng cộng hưởng á. Những cái tấm kim cương kia đều là kim cương thiên nhiên thật hết và thực sự nó rất là sáng, nó sẽ chiếu lên cái viên motion moi đó, cho nên là cái nhẫn anh nhìn nó sẽ rất là đẹp. Rồi anh cũng không nên nổ quá để cho em qua trải nghiệm thực tế ha. Cửa hàng nó đâu vậy? Ở 716 Trần Hưng Đạo. Ủa em chỉ biết tên thôi chứ chưa xem địa chỉ luôn. Chưa luôn, em đâu để em lên thấy dễ thương quá trời luôn. Mua cho bạn gái đó thì một chiếc nhẫn mấy chục triệu. Trời ơi, đâu kiếm ra người đàn bạn trai giống thật ra mà. Thực ra mà nói bạn nữ đó là một bạn mà kiểu rất là đặc biệt trong cái hành trình đi chạy xe ôm của anh. Chưa phải là bạn gái của anh. Nhưng mà như em thấy như vậy là ok. Là một người đàn ông tốt, ít nghĩ. Không, thực ra mà nói là nhờ bạn ấy mà anh quay cái vlog trên YouTube á, anh kiếm được nhiều tiền. Anh muốn tặng lại cho bạn ấy thôi. Mình ăn vô nhiều mình cũng phải gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đừng có nói như vậy.
tại thì mình ngưỡng mộ, mình yêu thích thì mình gửi tặng. Như hôm nay là anh đi với em vậy nè, em anh xin phép em quay clip em cho anh quay á, thì anh sẽ có doanh thu YouTube đó, và lát là sẽ có discount thêm cho em. Và đó discount nha. Đúng rồi. Lấy hình ảnh nữa. Đúng rồi. Đặc biệt là những vị khách nữ là anh sẽ discount kèm theo quà tặng rất là nhiều. Nhưng mà cái đó gọi là bí mật đi, tí nữa tới cửa hàng rồi em sẽ biết. Mong chờ quá. những cái nhẫn là em tự mua là nhiều hay là được tặng là nhiều? À, em tự mua nhiều. À, một người con gái có được tặng nữa. Một người con gái rất là cá tính. Ôi cái con gì kìa? Con đại bàng. Con đại bàng hả? Hay mà. Gần 8 tháng 3 là để tự thưởng cho bản thân. Sau những ngày làm việc vất vả ha. Mua nhẫn và đeo vừa có vừa đẹp mà còn để được làm tài sản nữa. Có khi nào mà bây giờ em mua xong rồi cái tới ngày 8 tháng 3 có một chàng hoàng tử nào đó xuất hiện tặng thêm cái nhẫn nữa không? Không, cái đó chắc lâu quá, em nghĩ là người ta sẽ tặng cái khác. Chứ cái tỷ lệ tiền chục triệu vậy cũng hiếm ha. Nói trừ khi nào mà kiểu mối quan hệ phải xác định rõ ràng rồi là bà người yêu của nhau rồi, đúng không? Đúng rồi. Còn kiểu mà thích nhau thì sẽ thường thường là sẽ đi ăn một bữa tối thật là ngon, nó sẽ hợp lý hơn nhỉ. Không, cũng tùy, nói chung là cũng tùy vào cái người bạn trai đó có thích thượng cái cô gái đi hẹn hò ra tin nó không thôi. Có thực sự là muốn tiến xa hơn hay không thôi ha. Đúng rồi. Đàn ông ai cũng theo đuổi phụ nữ khó khăn mà. Dạ. Phải đầu tư một chút nhỉ. Đầu tư một chút. Em đi giấc này là hợp lý á. Đi tầm trễ nửa tiếng nữa thôi là bắt đầu kẹt xe. Dạ vâng. Em tính qua đó xem mua nhẫn xong rồi tối nay em đi chơi luôn. Dạ. Thì đi giờ này em có cuộc hẹn vào buổi tối đi ăn tối với bạn. Em có cảm giác là Sài Gòn nó buồn hơn không? Không, em thấy nó vẫn vậy mà. Ôi, vậy hả? Vẫn rộn ràng, vẫn kẹt xe như thường. Bình thường một ngày anh chở khách đi xem nhẫn về được bao nhiêu anh một người? À, anh mới làm đây thôi cho nên là mấy ngày mới được một lần thôi. Anh kiểu chưa hình ảnh của anh chưa phải là một người bán kim cương chuyên nghiệp á, cho nên là kiểu mọi người xem thì xem vậy thôi à. Từ từ anh phải mang đến những cái clip nó chất lượng hơn, mọi người tin tưởng nhiều hơn. Đa số bây giờ là mọi người sẽ search là Tâm Luxury rồi tự mọi người tham khảo rồi tự mọi người vào fanpage thì trong đó là sẽ có một đội ngũ riêng nữa. Đúng rồi. Anh giống như kiểu là một người làm hình ảnh vậy đó. Em hiểu rồi. Mà bây giờ cái nhu cầu của mọi người thì phải cần tin tưởng chỗ đó. Đúng rồi, nhu cầu online nhiều á. Cho nên là mình phải show hết ra để cho mọi người ở nhà nhưng mà vẫn tham khảo được, rồi bắt đầu mọi người mới tới trực tiếp. Chứ như ngày xưa ha, anh nhớ cách đây khoảng 3 năm thôi, anh cũng có đi mua nhẫn ở trong những cửa hàng á, vào đó người ta không cho quay. Người ta sợ lộ những cái mẫu thiết kế đẹp của bên người ta ra cho nên là người ta không cho quay. Nhưng mà bây giờ thì thoải mái, cứ phải show hết ra để cho tất cả mọi người, tất cả các khách hàng, người xem được, khơi gợi cái cảm xúc cho người ta rồi người ta mới tới trực tiếp. Giống như em đó, em xem được rồi bắt đầu em mới gọi là kêu anh qua chở qua xem trực tiếp đó, mà qua cái bước trực tiếp này thì nó mới ấy, gọi là đi đến cái một cái kết quả. Nhưng mà em cứ thoải mái nha, cứ đừng có cả nể vì là anh phải chở đi chở về phải không? Và thật sự là rất là nhiều mẫu em cứ về tham khảo. Và tiếp theo nữa là chính sách đổi trả, đổi mới, bảo hành là cả đời, trọn đời, cho nên là cứ yên tâm. Ví dụ như mà em mua được chiếc nhẫn rồi, đúng rồi, em muốn đánh sáng bóng lên thì qua là cả đời miễn phí. Vậy là
rồi đó, có dịch vụ chở qua nữa không anh? Có được nhận tiếp luôn hả? Được hả? Nhưng mà chỉ gọi là khi mà em liên hệ anh thôi nha. Mà nói gì nói, trong những bữa đi tiệc hay là đi chơi đâu đó mình đeo một cái món trang sức lên cảm giác nó cũng thích ha, tự tin. Không phải là mình khoe khoang mà cảm giác mình đẹp lên, kiểu kiểu vậy. Nó phụ trợ cho trang phục của mình. Đúng rồi. Được. Trang sức. Thật ra cũng có rất là nhiều khách hàng mua online, tụi anh chạy tới ship luôn. Còn những ai ở Sài Gòn muốn đến trực tiếp thì nó vẫn vui hơn. Tao nhiều lúc mà lúc đầu á, em nghĩ không có cái dịch vụ này đâu, em sợ. Ủa anh, trời ơi, có khi nào chở mình bán bánh cóc mình đi không? Nhưng mà thôi cứ can đảm thử đi, mình tin tưởng người ta thử một lần có sao không? Facebook cũng là Facebook thật, kênh YouTube cũng là kênh YouTube thật. Cái mặt trình hình vậy ơi. Đúng rồi, mà em trước khi mà em tới em có chụp màn hình em gửi bạn em rồi, anh mà bắt cóc em là em. Đây. Anh là cấp nhỏ, đây là sếp lớn của anh. Sếp sẽ tư vấn trực tiếp. Mình đang tìm mọi nhiệm vụ đúng không? 10 tới 20 phải lọc. Đúng rồi. Mời chị bao này. Đi, đi qua đây. Đây một số mẫu nhận 10 đến 20. Tranh hơn 20 triệu cũng có. Đẹp, đẹp không? Mấy mấy triệu như thế này. Đây, đây. Đây luôn, cái này 12 triệu. Wow, cái này 12 to, triệu. To. Gucci ha, logo Gucci đúng không ta? Chanel. À Chanel. Em xài đồ hiệu là hơi bị nhầm lẫn tí. Còn cái này anh. Nè cho lọc gì? Lọc tư vấn cho lọc đeo. Ok. Như vỏ này chẳng hạn thì vỏ này 30. Vỏ này 30 triệu. Ly là bao nhiêu ly? Gắn viên trụ này từ 6 ly 8 trở lên. Em thích kiểu mà nó hồng hồng như thế này thì mình còn có vàng hồng bất cứ mẫu nào á, chỉ cần chị thích thôi, thích cái mẫu như thế này chẳng hạn, chị muốn làm vàng hồng em có thể làm lại cho chị, chị có thể đặt lại từ 5 ngày là có. Còn vàng hồng với vàng này chênh lệch à? Không, vàng hồng với vàng này nó bằng giá tiền nhau, vì chất liệu vàng vẫn là vàng 750 hoặc vàng 585 thì vẫn là chất liệu như nhau hết. Quan trọng là mình muốn đặt làm vàng 14K hay vàng 18K. Ừ. Cái viên màu xanh này là đá. Đúng rồi. Cái này là kim cương xanh. Kim cương xanh. Wow. Lạ không? Như cái này là viên oval 7 ly 8 x 5 ly 1. Vỏ này 25 triệu, vỏ cái viên là 78 triệu. Tổng hơn 100 triệu thì. Đẹp hơn 100 triệu tí đẹp. Cái viên này nó không phải nhiều viên đâu, nó rất là hiếm, ít viên. Cái viên hình thoi. Hoặc là cái này là đấy. Cho em đeo thử thì được. Chỉ cần xem thoải mái, không sao đâu. Ôi vừa đi tay rồi. Em đồng ý. Em đồng ý. Chết rồi. Thế thì thằng này là người thứ mấy rồi? Đúng khá khá, người đồng ý rồi nhỉ. Ôi em đang hơi thô. Cái này trung hơn. Ừ. Cái này ví dụ như tầm 30 đổ lên. Ủa, cái này hơi đứng tuổi chứ. Đây em chụp cho. Này gọi là sale off dành cho những khách hàng nhu cầu 10 20 nhưng mà nhảy một phát một lên tới 100. Không, nhưng mà công nhận viên này đẹp thật. Dạ. Ừ. Nó thiệt đấy các bạn, khách nào mà vô đây đã nhìn những cái nhẫn kim cương rồi thì về chỉ cần gom tiền. Cho phép em cầm tay chị xíu nhé. Ok, cảm ơn. Được hết. Dạ, dạ, sao mình đau đớn quá ta, mình là người chở tới rồi giờ mình phải thấy cái cảnh này thôi. Đúng. Thì ngươi gắm lại nhưng mà xinh quá. 102 triệu. Đúng rồi. Chị cứ xem đi, xem thoải mái không sao đâu. Không mất phí đâu. Hôm nay tới đeo thử, mai thích lại tới đeo tiếp. Bất cứ khi nào. Cái này là nó xoay được hàng giữa này. Xoay được. Ôi trời ơi, vừa đi tay luôn. Chốt luôn.
Nope. Cái vàng này xinh quá ha. Thế mà giống như nhẫn ở đây thiết kế ra dành cho em không ha? Ờ, đeo cái nào cũng vừa ha. Nãy giờ để ý cái đeo cái nào cũng vừa. Em nón này cũng vừa. Rồi cái kiểu này halo thì nó tôn viên hơn. Còn cái kiểu này là đài hoa. Đài hoa nhìn nó mềm mại cái tay. Đúng rồi. Còn cái kia thì chỉ gắn, ví dụ gắn viên 5 ly thì giống như viên 2 cái. Hôm đó mình thích mềm mại mình đeo cái này, hôm đó mình thích cứng rắn thì mình đeo cái kia. Ừ, nhưng mà em ví dụ như mà em muốn mua thêm, sau này em muốn mua thêm, bây giờ em mua cái này đi. Sau này đổi lên á? Ờ, muốn đổi lên nữa thì có ví dụ được như, nhận lại không? Ví dụ như thế này nhá, một chiếc này chẳng hạn. Vỏ nó là 22 triệu, sau này chỉ đổi lớn là lỗ 15%, bán lại lỗ 20%. Ồ, hiểu. Còn giống còn, những chiếc còn này. Những cái chiếc này ví dụ có viên chủ đây này đi chẳng hạn nhé, à, đổi lớn không lỗ bán lại lỗ 5%. À rồi hiểu, em hiểu. Nhưng mà, mình... nhưng mà tùy theo giác cắt nha, như những cái viên này này hiếm ít nên là nó thu đổi cao hơn. À, rồi. Còn những viên trắng viên tròn thì nó thu đổi là 0.5 như thế, đổi lớn không lỗ bán lỗ 5%. Cái này cái anh nói vỏ này bao nhiêu ta, em quên rồi. Cái vỏ này là 30 triệu. 30 đúng không? Bây giờ em thích cái này. Như vỏ này là 29 triệu thôi này. Ừ, nhưng mà nó là vàng này. Vàng hồng, được, đặt lại. Đặt được. Đúng không? Đặt lại 5-7 ngày là có. Nhưng mà chuẩn theo đi tay của chị luôn, ví dụ như chiếc này nó chưa, chị thử. Sao anh qua đón em tiếp. Chị thử chiếc này lên tay đi, chị xem. Đấy, như thế này thì hơi rộng. Ừ. Đấy, thì khi đặt ra thì nó sẽ vừa như tay chị thôi. Em thích chiếc này thôi. Mắc tiền nhất. Mắc tiền nhất. Cái này được cái kim cương rất là xinh. Nhưng mà cái chiếc này rất cũng là dễ thương nhưng mà hợp với tiền của em trong... à, chốt chiếc này đi. 50 mấy. Chốt chiếc này. Chốt chiếc này thì dễ thương nè. Dễ. Sau này có muốn đổi thì đổi lần sau. Ok. Dễ thương. Mang 2 ngày được. Cứ thuận theo tình hình hiện tại ha. Chứ mình mà làm lố hơn là không được đó. Nói chung là mình chơi mà phải thoải mái là cái mà mình hướng tới. Ừ. Cái này dễ thương thì cũng đang mang hàng ngày ok. Chị cho em xin. Anh nghi nghi rồi, thật ra mà sớm anh nói tặng quà em là anh tính tặng bó hoa. Mà kiểu bó hoa nó cũng mấy trăm á, cho nên là không biết là hôm nay em đã chốt được chưa á. Anh định là nếu mà chốt được thì sẽ ra mua hoa luôn. Nhưng mà cái kia em đặt như vậy là phải 5 ngày sau, 5 tới 7 ngày bắt đầu mới có. Nhưng mà qua mua cái nhẫn 18-20 mà toàn thấy là me me cái trăm mấy không vậy? Ôm quá, cái mẫu nó đẹp quá. Trời ơi, em thích cho cái mẫu mà Diêm Vương xanh đó nha. À, đẹp thật thôi. Thật sự với em mà đeo cái đó lên ra ngoài không bao giờ đụng hàng ai. Bởi vì đây đa số là những cái mẫu thiết kế kiểu không có đại trà đâu. Nó chỉ 1-2 cái vậy xong rồi tiếp tục lại thay đổi. Em cũng có đi coi mấy cửa hàng khác á thì em không có thấy cái kiểu đó. Đúng rồi. Nha. Tất cả đều là phải thấy xong quay lại thì được. Tất cả là những cái tinh hoa của đội ngũ chế tác của anh Tâm Luxury á. Số mấy Lê Hồng Phong ta? Dạ đi thẳng xuống xíu nữa là tới rồi. Em mà chốt chiếc đó ha, là tiếng nói của anh nó sẽ mạnh mẽ hơn. Kiểu anh mới đi làm mà anh mới đi làm thì cũng chưa có đóng góp gì được cho công ty á, cho nên kiểu mình cũng hơi ngại ngùng. Ví dụ như sau này mình cố gắng mình đóng góp nhiều rồi á thì mình sẽ tự tin hơn mỗi khi mà làm một cái gì đó. Ai cũng vậy thôi. Cho anh xin câu chào được không? Mình cũng đã chở Quỳnh về rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip này. Cảm ơn em đã cho anh xin hình ảnh để đăng clip này lên kênh. Ok. Và hẹn em 5 ngày nữa. Một cái chiếc nhẫn thật là lấp lánh lấp lánh kèm theo một bó hoa của mình. Đây tiết lộ quà chứ không, bó hoa thì là đẹp gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn em nha. Rồi, mong em... đợi thứ 5 ngày nữa. Okay. Nhận chiếc nhẫn. Chúc em buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.